Đây là mô hình nuôi cá lồng trên lòng thủy điện Trung Sơn của hộ anh Chức. Thì anh đang tiến hành là kiểm tra và thu hoạch cá. Cá lăng này thì anh nuôi mấy năm rồi anh? Con này được năm. Được năm là đây trọng lượng khoảng được mấy gram đây? À, thế hiện tại mình bán là giá bao nhiêu anh? 200 nghìn 1 kg đúng không? À, giờ thức ăn con cá lăng này là gì anh? Cá chủ yếu là cá tiêm. Tức là mình cho ăn hàng ngày luôn. Dạ. Trước màn hình các bạn đang theo dõi đây là con cá lăng đuôi đỏ anh nhỉ? Lăng nha. Lăng nha. Đây là thức ăn của những con cá lồng, đây là gồm có những cây sắn, cây cỏ voi, lá chuối để cho cá ăn ở khu vực này.